Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam thực tế.vn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Sáng ngày 11 tháng 7, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện kết luận số 49 KLTVK của Ban Bí thư khóa 12 về việc thực hiện chỉ thị số 11 CTTVK của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trình bày báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, quyết định số 1373 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết thúc giai đoạn 2012-2020, Hà Nội là địa phương hoàn thành cả 4 mục tiêu cơ bản của đề án này, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn tỷ lệ chung của cả nước. Cụ thể, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 99,97%. Cả nước đạt 97,85%. Số cán bộ, công chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đạt 100%. Cả nước đạt 93,89%. Số cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định đạt 100%. Cả nước đạt 94,22%. Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục thúc đẩy xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn 2021-2030, Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 290/KHUBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Nội. Đồng thời chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 cấp quận, huyện, thị xã và xã phường thị trấn. Giáo dục đào tạo còn là một trong ba lĩnh vực ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo của thành phố Hà Nội. Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban tuyên giáo Thành ủy, các sở liên quan đã trao đổi, giải đáp ba nhóm kiến nghị đề xuất của Hội Khuyến học Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thi đua khen thưởng, vướng mắc về con dấu, chế độ hội đặc thù cũng như kinh phí hoạt động. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan khẳng định, muốn xây dựng xã hội học tập cần có ba yếu tố: có sự cam kết chính trị của hệ thống chính trị, cam kết vận động nguồn kinh phí và sự huy động tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan ban ngành. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội theo ba yếu tố căn bản này. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng, truyền thống hiếu học, trọng học, thành phố Hà Nội luôn nhận thức được tầm quan trọng, dành ưu tiên cao nhất cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về vấn đề này. Trong cái chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 khóa này, thì chúng tôi đã xác định cái chương trình này là xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực trong học đường, chú trọng giáo dục phẩm chất, nhân cách, văn hóa, lịch sử Thăng Long Hà Nội đi đôi với đào tạo, năng lực nhận thức, tư duy đổi mới sáng tạo cho người học, xây dựng thế hệ trẻ sáng tạo, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đây là chương trình riêng của thành phố. Cụ thể hóa cái nghị quyết 17 Đảng bộ thành phố thì chúng tôi có 10 chương trình công tác lớn. Đây là chương trình 06. Cho nên là nói về tầm lãnh đạo thì phần nào đó nó đã có một cái tầm lãnh đạo của thành ủy về một chương trình riêng. Đấy. Và phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng, truyền thống hiếu học, trọng học và là nơi hội tụ khí anh tài, tập hợp nhân sĩ trí thức lớn của cả nước. Và thành phố luôn nhận thức được cái tầm quan trọng và dành ưu tiên cao nhất cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội tập và đã cụ thể hóa các cái nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về vấn đề này.
Và bước đầu thì chúng tôi nghĩ là kết quả cũng tương đối là tốt. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp các ngành thành phố sẽ tập trung thực hiện kết luận số 49 KLTVK ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư khóa 12, xác định rõ công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng phải làm để có kết quả tương xứng với vị trí vai trò của thủ đô. Tập trung xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch văn minh như nghị quyết số 15 NQTVK ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ chỉ đạo xây dựng nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập để tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác này, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, dù mới chỉ học lớp 11, nhưng em Nguyễn Tiến Lộc, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành huy chương bạc kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2023. Hai huy chương đồng thuộc về em Trần Phạm Mạnh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, và em Vũ Thế Anh, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc. Với kết quả này, đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả 100% thí sinh đoạt huy chương Olympic sinh học quốc tế lần thứ 34 năm 2023 tổ chức tại Đại học Quốc gia UAE tại thành phố Ain, UAE từ ngày 2 đến 11 tháng 7 với sự tham gia của 80 quốc gia, vùng lãnh thổ và hai nước làm quan sát viên. Tổng số thí sinh dự thi kỳ này là 295. Theo quy chế của kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2023, học sinh làm 4 bài thi thực hành và 2 bài thi lý thuyết. Bài thi thực hành được thi trong cùng một ngày ở các lĩnh vực hóa sinh học, tin sinh học phân tử thực vật, sinh thái và tập tính trong một ngày thi. 2 bài thi lý thuyết ở các ngày khác nhau. Đề thi năm nay được đánh giá là hay và thú vị nhưng khó, dài, có nhiều kiến thức mới đối với các thí sinh Việt Nam. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin truyền hình khuyến học Việt Nam của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.